Cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai tại khu vực dành cho người hâm mộ của FIFA ở công viên Al-Bida Park, Doha. Các thủ tục an ninh đã được siết chặt sau lộn xộn trước trận khai mạc World Cup. Ngày 20 tháng 11, cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra cả bên ngoài và bên trong khu cổ động viên này, một tiếng trước khi diễn ra trận đấu đầu tiên của giải giữa Qatar và Ecuador, do ban tổ chức đã để cho quá nhiều cổ động viên vào bên trong. Khu này chỉ có sức chứa 40.000 người, nhưng ít nhất gấp đôi con số đó đã tìm cách tiến vào và một lượng lớn người đã được vào trong khu vực đệm giữa cổng vào và công viên chính. Cảnh sát đã nhận thấy vấn đề và kịp thời giải tỏa lượng người dồn ứ nên đã không có sự cố xấu xảy ra. Sau đó, cảnh sát đã tăng cường các hàng rào và hướng dẫn cổ động viên sát sao hơn, cũng như kiểm soát lượng người ra vào khu vực người hâm mộ.